Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh. Vài hôm không lên sóng, hôm nay anh Lê Văn Sáu lại đến với chúng ta, lại tiếp tục cùng quý vị khán thính giả chia sẻ những điều khuất tất ngay từ vụ án bu cục cổ voi, và cũng là chia sẻ những cái cơ duyên, những cái đánh giá, những cái nhận xét và những cái suy tư của mình về một cái vụ án được cho là oan sai thế kỷ. Nhưng đến thời điểm này đã xác định được rằng anh Hồ Duy Hải của chúng ta hoàn toàn không liên quan đến vụ án, và anh đã là một nạn nhân không hơn không kém. Chính vì vậy, ở thời điểm này đang rộ lên rất là nhiều các cái thông điệp, những cái thông tin đứng ra bảo vệ và chia sẻ hết lòng đối với anh Hồ Duy Hải. Và hôm nay không là ngoại lệ, tôi tin rằng anh Lê Văn Sáu cũng đến với chúng ta chia sẻ những cái điều này. Mong quý vị khán giả cùng chú ý lắng nghe. Vâng, xin mời anh Lê Văn Sáu ạ. Trước hết cho em gửi lời cảm ơn đến anh Thanh, chúc sức khỏe gia đình anh trong cái mùa dịch này, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và bên cạnh đó gửi lời đến anh chị em cô bác trên cộng đồng mạng nói chung và những người đã vì vụ án Hồ Duy Hải nói riêng. Hôm nay em có một vài cái ý chia sẻ. Lẽ ra là sau khi em nghe cái clip đó thì em chia sẻ liền, nhưng mà có điều không liên lạc với anh Thanh được, cho Vâng. nên giờ đó cũng trở đi hết một hai bữa thôi. Thì mình có nói thì cộng đồng mạng có nghe, cùng nhau nhìn nhận, đánh giá, nhận xét thì đó cũng là một cái điều tốt. Thì hôm nay em cũng chia sẻ một vài cái ý mà em cho là cũng tương đối quan trọng anh Thanh à. Vâng. Cái câu chuyện này nó bắt nguồn từ cái một cái thông tin, một cái clip mà chia sẻ bên hãng phim TV2. Em đề cập đến nhân vật Thám Tử Cao Tùng Mai. Về bản thân em, về cá nhân em thì em nhận xét về Tùng Mai, chắc có lẽ em nghĩ rằng ai trên cái clip đó chia sẻ thì cũng nhỏ tuổi thôi, cho nên có thưa với những người trong cái clip đó là mấy chú mấy bác rồi không à. Thì thôi, em với cái clip này em chia sẻ với cái lời, nghĩa là phân tích của em đối với Thám Tử Tùng Mai thì tạm xưng với Tùng Mai là nói chuyện với em đi, anh chia sẻ với em đi. Thì ngay từ đầu, vào đầu công chuyện thì em Tùng Mai chia sẻ thì em thấy nó cũng có một vài cái ý, có nghĩa là cũng như ai kia, tại vì cái tính em thì hay nói kỹ kỹ. Bây giờ cái ai kia đó thì em cũng cho là nói rõ ra luôn, chẳng hạn như nhà báo Nguyễn Đức với luật sư Phong đi, thì Tùng Mai cũng là một trong những người bỏ công tìm hiểu. Sao nó có vẻ rè quá anh Thanh à? Tôi không hiểu thế nào, có phải là do mạng yếu hay là xuất phát từ cái chỗ anh không? Dạ không, chỗ em yên mà. À vâng, tôi đang nghe cũng bình thường mà. Dạ vậy thôi em tiếp tục anh Thanh á. Vâng vâng, mời anh tiếp tục. Dạ thì em Tùng Mai lúc đầu thì cũng chia sẻ, và đồng thời suốt thời gian qua thì công sức của em cũng tương đối nhiều, và cộng theo đó thì cũng vì anh em cộng đồng nói chung. Như em một điều là với cái chia sẻ của em thì sau đến khi cái hồi kết đó và nửa cái cuộc chia sẻ thì em thấy nó có phần hơi lệch hướng. Nhớ với em Tùng Mai một điều là em không nên lo vấn đề đó nhiều lắm, tại vì cộng đồng mạng và nhân dân cả nước bây giờ họ là những người sáng suốt, những người thông minh và những người rất nhạy bén qua cái lời nói của từng người, chứ không phải đơn giản mà ai nói sao nghe vậy đâu. Cho nên em lo nghĩ rằng cái thời gian mà Hồ Duy Hải ngoại phạm chỉ trong thời gian 8:30 cho đến 9 giờ, thì ngoài cái thời gian đó thì chưa chứng minh được Hồ Duy Hải ngoại phạm, thì có thể ban chuyên án họ sẽ lợi dụng cái thời gian này để làm khó Hồ Duy Hải. Mà trong đêm, cái lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải là trong đêm đó đi đám ma về xong trả xe cho bà Hai A, thì ở lại nhà bà Hai A có coi đá banh với Điền với ai đó, hai người cho tới 5 giờ sáng.
không biết cái thông tin này luật sư Phong đã lấy chưa, đã nắm chưa. Thì vấn đề này em muốn thay cái chương trình này nhắc với thám tử Tùng Mai là em không nên lo xa như vậy. Ở đây người dân thừa hiểu và người dân cũng thừa biết, nếu như cơ quan chức năng họ cho rằng cái thời gian Hồ Duy Hải ngoại phạm là 9 giờ, còn ngoài cái thời gian 9 giờ thì chưa tìm được cái cơ sở ngoại phạm của Hồ Duy Hải, thế thì cái bản án mà kết tội Hồ Duy Hải nó nằm vào thời gian nào? Lúc bây giờ cái bản án đó họ bỏ đi đâu để họ còn có thời gian, để họ còn có điều kiện để khép tội Hồ Duy Hải cái thời gian sau đó nữa? Điều này thám tử Tùng Mai không nên lo, hay nói một cách khác là cũng không nên chọn đường cho chuột chạy hay hươu chạy, nai chạy. Thật ra những người cộng đồng mạng họ chia sẻ họ đều là cáo hết rồi. Bởi sao? Nếu nói điều này thám tử Tùng Mai nghe mà không phải với cái tâm ý của em thì chắc có lẽ em buộc, nhưng cũng mong em thông cảm cho, vì đó là cái bản tính trung thực của anh, cái điều thẳng thắn của anh. Nếu anh nghe có cái gì đó khuất tất anh, và nói một cách nghĩa là thẳng thắn, không có việc gì phải che giấu, đó là bản tính con người anh, nó là như vậy. Cho nên cái clip này chia sẻ lên thám tử Tùng Mai có nghe thì thám tử Tùng Mai cũng cứ yên tâm vấn đề đó, không nên dọn đường cho chuột chạy, là vì người dân họ đã ý thức được, họ đã biết được. Thám tử Tùng Mai phải hiểu một điều rằng nếu như có phiên tòa xét xử lại cho Hồ Duy Hải thì những con người có mặt ở phiên tòa đó, thám tử Tùng Mai phải hiểu là những người có mặt tham gia phiên tòa xét xử lại đó chưa chắc luật sư đã quan trọng hơn họ đâu, hoặc chưa chắc luật sư đã có trách nhiệm hơn họ đâu. Trong số đó có em, trong số đó các em, nếu có phiên tòa đó em sẽ là người có mặt để tham dự, là vì họ không còn cơ hội. Cái việc làm sai trái cái bản án mà họ kết luận Hồ Duy Hải giết người ở cái thời gian là 8:30 cho đến 9 giờ, suốt gần 14 năm nay nó đã hiện hữu rồi. Cho nên thám tử Tùng Mai đừng nghĩ rằng họ sẽ còn có cái thời gian khác nữa, phải không anh Thanh? Vâng, tôi tin là như vậy. Mà em sẽ cho nó là như vậy chứ em không còn tin nữa anh Thanh à. Tại vì họ không có thời gian để cho cái thời gian khác đối với Hồ Duy Hải. Cái thời gian mà họ đã kết luận mà Hồ Duy Hải phải nhận cái bản án nghĩa là tử hình suốt 3 phiên tòa, nó ở cái thời gian nào? Cái thời gian nào họ bỏ cái bản án này đi để họ kết lại cái bản án khác? À, thám tử Tùng Mai phải sợ điều này anh Thanh. Cho nên tại vì em thật ra mà nói thì em rất lo sợ, vẫn biết cần phải kỹ, cần phải xem xét, cần phải nhìn nhận mọi thứ. Nhưng cái thứ mà đáng nói và đáng nhìn nhận á là những con người núp bóng, những con người hai mặt, mà mình muốn những người theo sát gia đình của Hồ Duy Hải thì Long cũng như là dì lên dì rưỡi ở cái địa phương của xã Nhị Thành đó, chỉ có thời gian gần đây họ mới không dám bám sát theo thôi. Thì đừng nói chi đến chuyện mà họ không đủ khả năng để đưa vào đó một nhà báo, đưa vào đó một luật sư để nghĩa là đi theo cái hướng của họ, đó là chuyện rất bình thường, phải không anh Thanh? Vâng, cũng có thể như thế nhỉ. Và em cho rằng họ đủ khả năng, và cái khả năng này để mà có người làm cho họ là nó sẽ là tiền. Chính vì điều đó cho nên bà con cô bác mình cần phải nhìn cho thật. Cho nên em phân tích một vài cái điều mà thám tử Tùng Mai đưa ra trong cái clip ở chương trình của TV, Apple TV.
đầu chương trình thì em nó nhảy vô nó chia sẻ, nhưng mà thôi này cũng là một cái lời khuyên, em nên chia sẻ những gì có lợi và lại cái may mắn cho gia đình của Hồ Duy Hải, cho bản thân Hồ Duy Hải chia sẻ. Còn những cái gì cái mình cho rằng sắp tới cần phải làm những cái việc có việc kia mà có liên quan đến ban chuyên án thì nên tìm những người tri kỷ với mình để chia sẻ, là vì cái thông tin sẽ có vẻ giá trị hơn là mình lên cộng đồng chia sẻ như vậy. Nào như dọn đường cho chùa thì đâm ra sẽ có những cái người khác nhé, anh Thanh nhá. Và hai cái clip gần đây với cái chương trình này, thật lòng em gửi lời là vì em cũng không có chia sẻ ở cái comment được, cho nên sẵn đang nói chuyện với anh thì bằng cái tâm của mình em gửi lời chân thành đến anh luật sư Dì Khang đó. Vâng, anh đó là anh Bùi Minh Khang à, Bùi Văn Khang ạ. Bùi Văn Khang thì phải. Vâng. Anh phân tích hồ sơ bút lục và anh phân tích những cái quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì để chúng ta, người dân chúng ta nhìn thấy được ban chuyên án Long An và các tòa án các cấp đã có vi phạm hay chưa. Tới thời điểm này, tới giờ phút này chúng ta đã thấy, anh luật sư Khang anh đã trả lời cho chúng ta thấy được điều đó rồi anh Thanh à. Vâng. Trong đó 100 điểm thì vi phạm hết 100 điểm chứ đừng nói là một điểm hai điểm anh Thanh ơi. Vâng. Mình phải ý thức được là anh không, ở đây anh chỉ phân tích về vấn đề nguyên tắc của Bộ luật Tố tụng hình sự, những cái điều khoản nào mà các cơ quan chức năng đã vi phạm thì trong hồ sơ vụ án của Hồ Duy Hải đã nói lên điều đó. Nghe anh Thanh, Vâng. em rất tâm đắc về cái phần chia sẻ này, cho dù anh luật sư Bùi Văn Khang này anh chưa có nghĩa là kết luận, nhưng cái cách chia sẻ của anh nó nặng ký hơn kết luận nữa anh Thanh ơi. Vâng, bởi vì á là anh ấy phải đi phân tích chi tiết, trước hết là trong hồ sơ của vụ án, sau đó là phân tích chi tiết căn cứ vào điều khoản, điều luật mà Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định, rồi mới đưa ra được một cái kết luận cụ thể. Bởi nó hàng ngàn trang tài liệu, như tôi hay nói, nó qua 13 năm và ba cái án tử hình, thì một vài buổi, một vài tiếng đồng hồ không thể nào chia sẻ hết, và phải đi theo cả một cái quy trình, đó là phân tích hết cái nhẽ của sự thực khách quan nằm trong vụ án, rồi sau đó mới đánh giá từng chi tiết, so sánh với từng điều luật xem nó vi phạm ở điểm nào, vi phạm ở khoản nào, và đưa ra một kết luận trên tinh thần đóng góp xây dựng và cống hiến. Và như vậy, để theo dõi được tất cả các cái bài phát biểu của luật sư Bùi Văn Khang, chúng ta chắc cũng phải mất nhiều buổi, và đánh giá, nhìn nhận cũng như là chia sẻ bài viết của luật sư Khang anh ạ. Dạ Vâng. anh Và Thanh ơi, buổi buổi chia sẻ hôm nay tôi nghĩ rằng cũng có rất là nhiều điều để chia sẻ, và có thể có một số câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về, biết đâu anh cũng có thể chia sẻ được, và anh cũng có thể là giải đáp một phần thắc mắc cho chính mình, và đồng thời cũng chia sẻ cùng quý vị khán thính giả, có được không ạ? dạ cảm ơn anh Thanh, được anh Thanh à. À, vâng, vì thế Tới này đâu thì dạ em biết như thế nào thì em trả lời thế nấy. vâng, đó là rất là nhiều người cho rằng cái đơn đòi người của bà Loan trong lúc này nó rất là quan trọng, bởi nó thể hiện được cái tinh thần dân nguyện mà ban chuyên án mới có ông Lưu Bình Nhưỡng đang công tác là phó ban dân nguyện của Quốc hội nghiên cứu rất là kỹ, và đưa ra một cái yêu cầu, đó là
cái vụ án này nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả các cái điều khoản nằm trong quy định của hiến pháp và pháp luật. Vì nó đã vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát này, nó đã nhảy sang một phần ý thức của cái vụ án chính trị. Mà đã là vụ án chính trị thì phải dùng chính những cái con bài chính trị để xử án, đó là trước hết phải căn cứ vào lòng dân, căn cứ vào nhân dân và căn cứ vào đánh giá nhìn nhận của nhân dân trên cả nước. Thì anh nghĩ thế nào về cái vai trò và cái ý nguyện này nếu như nó được thực hiện? Dạ, em mạn phép trả lời anh Thanh nhé, anh Thanh nhé. Vâng, vâng, vâng. Và cũng như là để trả lời cho cái câu hỏi này thì em rất vui là vì câu hỏi này rất giá trị. Thật ra để làm được điều này không khó và nên làm, là vì theo hiến pháp và pháp luật thì bắt người trái pháp luật thì cái người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan là gia đình chị Loan có quyền làm đơn đòi người. Ở đây ta nói làm đơn đòi người, có đôi khi có những phần phần tử mà nó nằm trong cái ban chuyên án á, thì nó cho là vô lý. Mà thật sự mình nói cái câu mà làm đơn đòi người thì nó cũng vô lý thiệt, nhưng mong các bạn và cũng như cộng đồng mạng và mọi người dân yêu công lý cả nước phải hiểu một cái điều là còn cái nghĩa bóng ở trong đó. Ở đây ta nói làm đơn đòi người có nghĩa là không phải ta đòi Hồ Duy Hải từ trong trại giam và xóa bỏ cái thân phận tử tù để ung dung bước ra ngoài đời, mà là ta đòi người với cái danh nghĩa là ta đòi người thì buộc cơ quan chức năng phải giải quyết vụ án và phải trả lời sự việc. Đó là đòi người. Thay vì ta không làm đơn đòi người thì cơ quan chức năng sẽ nhùng nhằng và kéo dài thời gian và không có chưa có hướng giải quyết. Nhưng gia đình và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đã làm đơn đòi người thì buộc cơ quan chức năng xem xét cái đơn này phải có hướng giải quyết đối với gia đình một cách mau lẹ. Đó là cái ý nghĩa của cái đơn đòi người, phải không anh Thanh? Theo em là Vâng, tôi nghĩ như cách giải thích của anh cũng đã rất là sát và đồng thời cũng làm cho nhiều người hiểu theo một cái quan trọng nhất, đó là cái ý nghĩa thực tế của nó. Còn vấn đề về thực tế diễn ra thì lại là việc cơ học ta chưa phải bàn đến nhiều anh ạ. dạ. Vâng, và cũng liên quan đến vấn đề này thì nó có một cái câu hỏi khác nữa là buổi ban đầu khi luật sư Tạ Miên Linh là người khởi xướng cái phong trào này, cũng như là giảng viên trường Đại học Đồng Nai là anh Hoàng Anh Khiêm cũng đưa ra chủ đề này, và có rất là nhiều các cái đơn, các cái thư gửi riêng cho bà Loan, không những ở trên phương tiện YouTube, trên Facebook và trên nhiều phương tiện khác cũng đã đến tai gia đình nhà bà Loan. Đó là buổi ban đầu rất nhiều người phản đối, cho rằng cái đơn đòi người là không đúng pháp luật, không hợp lệ, không hợp hiến. Nhưng qua một thời gian khi thấm nhuần được điều này, khi giải thích của các luật sư, của các luật gia, chúng ta mới thấy được rằng cái ý nghĩa của cái việc đòi người đây nó hoàn toàn đúng với thực tế đã đang và sẽ diễn ra ở phiên tòa ở cái vụ án bu cục cầu voi. Đó là gì? Anh Hồ Duy Hải của chúng ta không hề liên quan đến vụ án bu cục cầu voi, không hề phạm tội, không hề liên đới đến bất kỳ một tình huống nào, và như vậy chứng tỏ một điều là cơ quan cảnh sát điều tra buổi ban đầu đã bắt sai đối tượng, bắt sai người, truy tố sai tội danh và bắt cóc Hồ Duy Hải chứ không phải Hồ Duy Hải có tội, và như vậy đã phải chứng minh là anh ta không hề có tội. Thì cái việc anh bắt sai người thì tôi phải đòi thôi, đòi con tôi vô tội và được phép là đòi và yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết, như anh phân tích là hoàn toàn chính xác. Và đến lúc này thì cái số đông đã ủng hộ quan điểm này, mặc dù nó chưa được ghi một cái câu chính xác ở trong bộ luật tố tụng, và biết đâu tới đây sẽ được ghi chép một cái phần của cái điều luật ở cái câu chữ liên quan đến cái việc là gia đình nạn nhân có quyền được đòi người khi cơ quan tố tụng bắt sai người, quy định đó chắc chắn sẽ phải được ghi vào. Vâng, và như vậy anh thấy thế nào về cái sự diễn biến là từ cái chỗ phản đối và bây giờ cộng đồng mạng là rất ủng hộ về cái quan điểm là đơn đòi người xuất phát từ gia đình nạn nhân, anh có thể chia sẻ được không ạ?
Dạ. Theo em thì bất kỳ một cái trường hợp nào, một cái sự việc nào liên quan đến Hồ Duy Hải mà có lợi cho Hồ Duy Hải thì cho dù cái việc đó được hay không em cũng ủng hộ. Với em là như vậy. Bởi sao em nói điều này? Không phải là em ba phải, nhưng mà là vì Hồ Duy Hải cháu nó oan ức quá rồi, cái nỗi oan này không ai có thể chịu được hết. Cho nên vì cái oan ức đó mà bất cứ giá nào, bất cứ nghĩa là cái việc làm nào mà cảm thấy có lợi cho Hồ Duy Hải mình nên làm, em hoàn toàn ủng hộ. Và em cho rằng cái việc này nếu như mà không sai luật, cơ quan chức năng cần phải xem xét để cho người dân là không còn quá. Còn nếu nói cơ quan chức năng nói về luật thì tới thời điểm này em cảm thấy vụ án của Hồ Duy Hải luật pháp không công bằng đối với Hồ Duy Hải, là vì hoàn toàn sự việc nó đã oan mà họ đã cố tình làm oan mà vẫn còn chờ luật, mà không có một cái tòa đặc biệt như những người có am hiểu về, như những luật sư rồi giảng viên trường luật đã chia sẻ, thì đây cũng là một cái bước chậm trễ mà đỡ kéo dài cái sự khổ sở. Theo em là như vậy. Và em chia sẻ thêm một tí nữa, theo góc độ nhìn nhận của em thì em cho rằng cái quan trọng nhất cũng vẫn là gia đình của chị Loan. Nhưng nó khó có một điều, đây là với cái suy nghĩ của riêng em và với cái ý nghĩ của em, còn thật lòng cái thời gian nó xảy ra có như vậy hay không thì em cũng cộng đồng mạng cũng như con cô bác anh chị em nói chung yêu công lý cũng nhận xét một cách thấu đáo sáng suốt để cho có cái hướng, nghĩa là mình cho nó sát sao. Là vì từ khi mà luật sư Tạo đi chữa bệnh không hỗ trợ được cho cái vụ án của cháu Hải thì luật sư Phong là người tiếp cận hồ sơ, nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là luật sư Phong đã tiếp cận như thế nào và giữa luật sư Phong đối với gia đình như thế nào cho đến giờ này không ai biết hết. Nhưng với bản thân em bây giờ em đặt một cái giả thuyết, nếu như luật sư Phong hứa với gia đình của chị Loan là gia đình hãy yên tâm, luật sư Phong đã nhận lời thì luật sư Phong sẽ làm hết khả năng, và đồng thời luật sư Phong sẽ hứa với gia đình của chị Loan là một khi luật sư Phong ôm hồ sơ này xem xét và với gửi đơn kiến nghị đến cơ quan các cấp thì bảo đảm Hồ Duy Hải sẽ không bao giờ đi thi hành án được. Đó là một cái lời hứa mà đã đặt niềm tin vào gia đình của chị Loan. Đây là theo cái suy nghĩ của em nha anh Thanh. Vâng, anh cứ tự nhiên đưa ra cái cách suy nghĩ và hiểu của Dạ. mình vàng. Dạ. Cho nên suốt một cái thời gian luật sư Phong tiếp cận hồ sơ cho đến bây giờ là mười mấy năm. Như vậy cái lời hứa đó nó cũng đã trở thành hiện thực, phải không anh Thanh? Vâng, có lẽ đó là cái sự thực khách quan đã bắt đầu có hiệu lực. Và mà một khi cái lời hứa đã có hiệu lực đối với gia đình thì không có một lý do nào gia đình từ chối luật sư Phong. Đây là một trong những cái mà mình phải nhìn vào để thông cảm cho gia đình của chị Loan. Đừng nên buồn gia đình của chị Loan. Mà em có một cái lời khuyên cộng đồng mạng nên có khả năng làm được cái gì, giúp được cái gì cho gia đình của chị Loan, cho cháu Hải thì mình cứ giúp thôi. Mình là người ngoại cuộc, mình giúp không điều kiện, không mục đích, không, chỉ có một lý do. Một là Hồ Duy Hải sớm được tự do và trở về với gia đình, đoàn tụ với gia đình và có một quyền công dân đối với xã hội chủ nghĩa, xã hội của đất nước. Để quay lại cái vấn đề em đặt giả thuyết đối với luật sư Phong thì cái lời hứa đó ít nhiều nó cũng đã có hiện thực là suốt mười mấy năm chưa thi hành án được.
là một lời hứa mà luật sư Phong đã hoàn thành đối với gia đình chị Loan với cháu Hải và dì Lên dì Rưỡi. Sau khi phiên giám đốc thẩm xảy ra, có phiên giám đốc thẩm đi đôi với cái lời hứa này, thì luật sư Phong cũng hứa với gia đình đơn và những cái lá đơn mà luật sư Phong gửi đến cơ quan các cấp, tin chắc một điều là sẽ có phiên tái thẩm. Và đúng như lời hứa của luật sư Phong, năm 2000 đã diễn ra phiên tái thẩm. Cho dù phiên tái thẩm đó đối với luật sư Phong chỉ là một người dân bình thường đi đến đó xem dự rồi về, nhưng đối với gia đình của chị Loan là một cái công trạng mà không thể nào diễn tả được. Và những lời mà anh luật sư Phong hứa với gia đình anh đã hoàn thành. Thì sau phiên giám đốc thẩm trở về lại với gia đình thì anh luật sư Phong sẽ tiếp tục hứa nữa, thì buộc gia đình phải nghe cái lời hứa sau này nữa, là vì những cái lời hứa trước kia nó đã hiện hữu và nó đã xảy ra và đã trở thành hiện thực. Mà cái may mắn là Hồ Duy Hải cũng chưa có thi hành án, hiện tại Hồ Duy Hải vẫn còn sống. Thì đối với gia đình là một người mẹ và một đứa em, mẹ thì con mình còn sống, em thì anh mình còn sống, đó cũng là một cái thành công mà luật sư Phong đã đem lại cho gia đình. Cho nên đôi khi cộng đồng mạng mình nghĩ rằng sự đóng góp của cộng đồng mạng mình như vậy, sao không thấy gia đình của chị Loan lên tiếng? Đây là một cái góc khuất mà trong một cái lời hứa, và trong lời hứa đó nó cũng đã có một hai cái điểm trở thành hiện thực. Nghe anh Thanh nhá. Riêng cái chỗ này thì tôi lại có cái chia sẻ, tôi chưa đồng tình lắm với cái quan điểm mà anh đưa ra, anh Sáu nhá. Dạ. Vâng. Cái thứ nhất, anh cho rằng cái lời hứa của anh Trần Hồng Phong đối với gia đình nhà bà Loan đã thành công và thành hiện thực, và công trạng của anh Trần Hồng Phong thì cái này tôi phản đối và tôi không đồng tình, bởi một nhẽ là cộng đồng mạng cũng đã phanh phui cái công trạng của anh Trần Hồng Phong ở phiên tòa giám đốc thẩm là không phải vai trò của luật sư, không phải vai trò của một người hỗ trợ tư pháp, mà chỉ với một cái vai trò của người thân trong gia đình đến để nộp thêm cái chứng cứ mà thôi anh ạ. Đấy là Dạ. cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như nói rằng cái lời hứa của anh Trần Hồng Phong ở đây đã thành công thì tôi lại phản đối thêm lần thứ hai, đó là gì? Anh Trần Hồng Phong ở phiên tòa giám đốc thẩm không những là không có công mà còn có tội, đó là gì? Anh Trần Hồng Phong đã để cho tòa án đưa ra cái bản án y án tử hình, như vậy là lời hứa của anh Trần Hồng Phong đã thất bại đối với gia đình nhà bà Loan anh ạ. Dạ. Nếu như trong phiên tòa ấy mà tòa không đưa ra được cái bản y án tử hình thì tôi tin rằng luật sư Trần Hồng Phong đã có công trạng vô cùng to lớn mà không có bất kỳ ai bắt bẻ được. Nhưng anh Trần Hồng Phong đã bước chân ra khỏi phiên tòa với một cái tinh thần là không có cái gì liên quan đến Hồ Duy Hải, cho nên để Hồ Duy Hải bơ vơ giữa phiên tòa để nhận một cái án tử hình vắng mặt, đó là cái điều chúng ta không thể chấp nhận được với một cái luật sư đứng ra biện hộ và đứng ra nhận trách nhiệm là thân chủ của Hồ Duy Hải, hoặc là luật sư của Hồ Duy Hải, hoặc là người bảo vệ Hồ Duy Hải, hoặc là hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải. Đó là cách đánh giá nhìn nhận của cộng đồng cũng như là của chính tôi, bởi vì tôi nghe được rất là nhiều thông tin và nhận được rất là nhiều ý kiến phản hồi của mọi tầng lớp. Thì đó, tôi đồng tình quan điểm đó là trong phiên tòa giám đốc thẩm, anh Trần Hồng Phong đã bỏ mặc Hồ Duy Hải một mình ở trong tù nhưng phải nhận bản án y án tử hình gián tiếp, đó là cái điều không ai chấp nhận được đối với một người được mệnh danh là nhận cái mệnh lệnh cao cả của gia đình nhà Hồ Duy Hải gửi gắm, bởi vì bà Loan không được tham dự, gia đình nhà Hải không ai được tham dự, thì chỉ còn vai trò của Trần Hồng Phong, nhưng anh ta bằng cách nào đó để không được tham dự là cái điều tôi không chấp nhận được anh ạ. Dạ
Xong rồi anh Thanh à? Vâng, tôi mời anh chia sẻ tiếp ạ. Dạ, thật ra thì em cũng cảm ơn cho cái giải thích của em và cảm ơn anh Thanh, ngàn lần cảm ơn anh Thanh. Phải nói là ngàn lần cảm ơn anh Thanh đã ngắt lời em chia sẻ cái đoạn này. Thay vì em chia sẻ cái giả thuyết của em thì cái chia sẻ của anh Thanh nó tương phản lại để thấy được con người của Trần Hồng Phong. Nha anh Thanh nhá. Là Vâng. vì cách đây mấy cái clip trước em đã có mạnh dạn chia sẻ về anh luật sư Phong và nhà báo Nguyễn Đức. Mà từ hôm đó tới nay thì em chưa thấy nhà báo Nguyễn Đức lên một cái clip nào nữa hết. Đó là cũng một cái vấn đề mà em cho rằng nhà báo Nguyễn Đức nên tìm những cái thông tin nào đó viết lên báo chính thống của mình. Còn nếu không thì có thể len lỏi vào YouTube, vào cộng đồng mạng lên chia sẻ một hai cái clip nữa đi để cho cộng đồng mạng sẽ nhìn thấy rõ hơn. Chứ thực ra tới thời điểm này thì cũng chưa thấy rõ lắm. Cái câu mà em nói len lỏi thì thật ra cũng chính xác chứ cũng không có gì mà cho là không chính xác đâu. Ở đây em muốn nhấn mạnh cái góc khuất của nó là cái vấn đề, cái những gì em chia sẻ thì không thể dựa vào giả thuyết không. Nhưng cái giả thuyết này có hay không, ở đây giữa em và anh, bản thân em là người đã đặt ra giả thuyết và có suy nghĩ đó, thì bản thân em là biết cái nghĩ rằng cái suy nghĩ đó có hay không thì chỉ có chị Loan và gia đình chị Loan với anh luật sư Phong. Còn cái vai trò trách nhiệm của anh luật sư Phong đối với cháu Hải, đối với cái phiên giám đốc thẩm, mà là một vai trò luật sư hỗ trợ pháp lý, thì cái lá đơn của Đinh Vũ Thường thì mình cho đến giờ phút này em cũng chưa biết là cái lá đơn gì. Mà luật sư Phong gặp Đinh Vũ Thường thì Đinh Vũ Thường đã viết cái lá đơn, nhưng luật sư Phong lại không coi cái lá đơn đó, tạo cái lá đơn đó để cho nó có trở thành cái lá đơn danh chánh ngôn thuận, nghĩa là có giá trị đối với luật pháp, mà lại thành một tờ giấy lộn. Mà cũng không biết là cái lá đơn đó Đinh Vũ Thường kêu oan cho Đinh Vũ Thường hay là Đinh Vũ Thường minh oan cho Hồ Duy Hải, mà luật sư Trần Hồng Phong gộp chúng vào để trình lên, nghĩa là phiên giám đốc thẩm, chủ tọa phiên tòa thì cũng không cần phải xem xét. Đây là một cái thất bại nặng nề mà cho đến giờ phút này luật sư Phong, nghĩa là Đinh Vũ Thường đã không muốn chia sẻ thêm một lời nào nữa đối với cái cách làm của luật sư Phong. Mà bản thân em Thường, thật ra thì em Thường nó chia sẻ cũng một vài cái clip, và có cái clip chủ kênh của em nó là vlog Đinh Vũ Thường, thì em nó cũng có một vài cái ý là mong muốn, nghĩa là mọi người chia sẻ cũng đừng đưa Đinh Vũ Thường làm chủ đề. Thì hôm nay em chia sẻ cũng có nhiều cái tình huống mà phải có sự, nghĩa là góp ý của sự có mặt của em nó, thì nếu như em nó nghe thì cũng mong em nó thông cảm. Nhưng mà em nó cũng nói thẳng là chỉ danh và đặt tên những người mà em nó không muốn, nghĩa là lấy nó làm chủ đề để đưa lên mạng là cũng có người, chứ cũng không phải là nó nói chung hết, nghĩa là bà con cô bác anh chị em cộng đồng mạng chia sẻ những cái thông tin gì mà có liên quan đến em nó mà không được nói đến em nó thì điều đó cũng chưa có. Nghe anh Thanh nha. À, em cũng hơi lo xa chút xíu vậy thôi. Vâng, thế thì cũng liên quan đến câu hỏi và câu chuyện hôm nay. Tôi lại có một số các cái câu hỏi của quý vị khán thính giả muốn chia sẻ với anh Sáu. Đó là thế Dạ. này. Trong những cái chứng cứ, trong những cái cơ hội ngàn vàng mà phải dựa trên hiến pháp và pháp luật, thì đúng có những lúc ta phải thừa nhận rằng con nó khóc đúng lúc mẹ mới cho bú. Và đó là cái hiệu ứng tự nhiên, cái hiệu quả tự nhiên, và đồng thời là cái quy luật tự nhiên mà không bất kỳ một ai có thể phản đối. Mà người ta cho rằng kể cả là một cái người mẹ trẻ có một cái hành động tự nhiên, đó là giữa ba quân thiên hạ, nếu như bồng đứa con
mà nó khóc thì chắc chắn bà mẹ ấy phải vạch ngay cái cặp vú của mình để cho con nó bú, mặc dù với hàng nghìn cặp mắt của thiên hạ không ai phản đối. Nhưng nếu như một cái hành vi của một người mẹ là con nó đang no, nó chưa muốn bú mà vạch ra, liệu có ai người ta không phản đối hay không? Đó cũng là cái câu hỏi. Đấy là gì? Ở thời điểm hiện tại là cộng đồng mạng rất là xôn xao và cho rằng đã có rất nhiều tổ chức xã hội làm một cái đơn thỉnh nguyện thư là đòi trả Hồ Duy Hải về với đời thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh Đinh Vũ Thường đã có đơn tố cáo đối với cơ quan cảnh sát điều tra, vạch cái tội của cơ quan cảnh sát điều tra ở Long An là vu khống cho anh ta cái tội là nhìn thấy Hồ Duy Hải ở trong bưu cục Cầu Voi, mặc dù Hồ Duy Hải và Đinh Vũ Thường chưa hề quen biết nhau, và trời nhá nhem tối thì Đinh Vũ Thường chỉ thấy lờ mờ một chàng thanh niên chứ không thể biết đích xác đó là thanh niên có bao nhiêu tuổi hoặc là độ già trẻ như thế nào. Thứ hai là có cái đơn yêu cầu của thả người của luật sư bào chữa cho chính Hồ Duy Hải, cộng với cái đơn xin đòi người của chính gia đình nhà bà Loan, và căn cứ vào cái chứng cứ mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc về cái nhân chứng ở xã Nhị Thành, tức là có 11 nhân chứng đứng ra làm chứng cho anh Hồ Duy Hải là ở cái khung giờ mà được cho là hai cô gái bị giết chết thì Hồ Duy Hải đang có mặt ở đám tang. Nếu như tất cả các chứng cứ này đều được thống kê, đều được tập hợp để giải oan cho anh Hồ Duy Hải bằng một cái gọi là cái cớ để mở ra một cái phiên tòa được cho là phiên tòa cố tình làm sai lệch hồ sơ của vụ án, nó cũng là điều mà Hồ Giải được cái quyền đứng trước công đường, đứng trước phiên tòa này, trở thành công tố viên, trở thành người bị nạn để chỉ mặt gọi tên tố cáo chính những ai đã khoác lên mình anh ta đến ba cái án tử hình trong 14 năm qua. Vậy thì đấy là cái cơ hội ngàn vàng, được cho là nếu, đây mới chỉ là nếu thôi, nhưng gia đình nhà bà Loan lúc này vẫn chưa làm đơn và luật sư cho Hồ Giải lúc này vẫn chưa làm đơn. Vậy theo góc nhìn của anh cho rằng đây có phải là điều khuất tất hay một cái âm mưu nào đó hay là một cái động thái nào đó mà chúng ta không hiểu nổi? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Chắc có lẽ là vì câu hỏi nó hai ba phần câu hỏi cho nên là em trả lời nó cũng không có đầy đủ lắm. Vâng, vâng. Anh cứ chia Mong sẻ cộng theo đồng cái mạng thông quan điểm cảm. đánh giá của mình. Vâng. Và trước mắt thì em sẽ trả lời cái câu hỏi mà con khóc con thì mẹ sẽ cho bú, cho dù là trước bàng quan thiên hạ, trước mặt nghĩa là mọi người, thì em sẽ trả lời cái câu hỏi này trước anh Thanh nhé. Vâng. Em rất cảm ơn cái câu hỏi này của ai đó đã đặt ra, là vì trên thực tế thì mình cũng đã thấy là con nó đã khóc và mẹ cũng đã sẵn sàng cho bú anh Thanh à. Mẹ đã cho bú suốt một năm nay rồi, nhưng có điều là cho bú như vậy nhưng cũng không no được, là vì chưa có ai xem xét hết. Có nghĩa là đứa con đó là Hồ Duy Hải đang khóc, mà người mẹ sẵn sàng cho bú ở đây là cộng đồng mạng và những người yêu công lý đã sẵn sàng cho con nó bú, nhưng chưa có ai xem xét. Còn về vấn đề những cái lá đơn hoặc là những cái việc làm mà có lợi mà cho đến giờ phút này gia đình cũng chưa làm, cũng như luật sư Trần Hoàng Phong là người hỗ trợ pháp lý, thì thật ra thì anh cái câu hỏi này đặt vấn đề và em sẽ là người trả lời có phải là góc khuất hay không. Thực ra thì nó hàng ngàn cái góc khuất chứ đừng nói là một góc khuất nữa. Tại sao nó chỉ có một góc khuất được? Nếu như một cái gia đình đã nghe thì sẽ có sự tham khảo, mà gia đình tham khảo thì lấy cái quyết định là người hỗ trợ pháp lý. Nếu như luật sư Phong không quyết định thì gia đình làm sao làm để anh Thanh?
là vì mọi việc đều giao cho luật sư Phong là người hỗ trợ pháp lý. Mà thời điểm nào cũng vậy, vấn đề đơn chương thư từ mọi thứ liên quan đến hồ sơ ấy, liên quan đến việc giải oan cho hồ sơ là phải có sự đồng thuận của luật sư Phong. Mà luật sư Phong nếu như bác ra thì dĩ nhiên cái ý kiến này và cái việc làm này nó sẽ đi đến chỗ thành, đó là một điều hiển nhiên mà mọi người đều nhìn thấy. Ở đây không phải là đối cho luật sư Phong, nhưng vấn đề làm được hay không làm được đều là ở luật sư Phong. Và những gì cộng đồng mạng góp ý, nếu như cái điều đó nó luật sư Phong cảm thấy không được thì luật sư Phong dành thời gian lên chia sẻ để cho cộng đồng mạng tiếp thu và có sự nghi ngờ về luật sư Phong. Là vì tới thời điểm này đối với vụ án của Hồ Duy Hải mà lúc nào cũng căn cứ vào hiến pháp và pháp luật thì họ xử Hồ Duy Hải bằng hiến pháp với pháp luật hay không, hay là họ đã dùng hiến pháp pháp để buộc Hồ Duy Hải có tội, nó là như vậy anh Phong. Thay vì bây giờ làm mình bản thân mình làm sai thì mình phải có tội với hiến pháp với pháp luật, còn đằng này Hồ Duy Hải không có làm sai, Hồ Duy Hải không có tội mà người cơ quan chức năng họ đã dùng nghĩa là hiến pháp và pháp luật họ buộc tội Hồ Duy Hải. Mà bây giờ mình còn chờ cái hiến pháp pháp nào để nghĩa là làm việc với Hồ Duy Hải nữa đây, phải không anh Thanh? Vâng, có lẽ đó là phù hợp nhất. Và thế này anh Sáu ơi, Dạ. câu hỏi thì còn rất là nhiều, cái Dạ. chủ đề đàm đạo giữa tôi và anh còn rất là nhiều ấy, thế nhưng cái thời lượng của chương trình lại không cho phép, và chính vì vậy Dạ. cũng gần 1 tiếng, tôi lại như thường lệ, tôi vẫn dành cho anh vài phút còn lại để chúng ta kết thúc buổi đàm đạo ở đây. Và anh gửi lời cảm ơn chia sẻ đến quý vị khán thính giả, và tôi lại hẹn anh ở buổi khác ta lại tiếp tục chia sẻ. Vâng, xin mời anh ạ. Dạ. Trước khi dứt lời cái buổi trò chuyện giữa em và anh thì em cũng gửi lời đến bà con cô bác anh chị em cộng đồng mạng nói chung, những người yêu công lý, và cũng có một vài lời nói riêng đến những người thường lên sóng chia sẻ, mà cái chia sẻ nó rất là có lợi có ích và rất là tâm đắc. Và những người đó thì gồm có chủ kinh anh Thanh Ron, anh Alibaba, anh Nguyễn Hữu Quốc, như bác Mai Xuân Bích, anh soạn giả Phương Nhã nói chung, và trong đó cũng không quên em Thám Tử Trang. Cho thời gian này em là từ thiện không có dịp chia sẻ, và em cho rằng cái vụ án của Hồ Duy Hải thì nó còn nhiều và rất nhiều những cái việc mà cộng đồng mạng mình sắp tới sẽ được nghe và sẽ được thấy, mà bản thân những người yêu công lý như mình không thể ngờ được nhé anh nhá. Vâng, rất là cảm ơn anh Sáu. Vâng, và có thể là chúng ta tạm thời dừng cuộc đàm đạo ở đây và gửi đến anh trước hết là lời chào chúc sức khỏe, cũng như gửi đến quý vị khán thính giả lời chào thân thiện, và ta lại hẹn gặp nhau ở chương trình sau. Và chào anh, Anh Thanh hẹn gặp lại anh nha. anh Thanh ơi, Vâng. cái thời điểm này là gì, em cũng biết là bà cô bác anh chị em cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều, thì để cho nó phù hợp cái thời gian nào trong ngày mà anh rảnh, anh có thời gian rảnh nhất á để em đặt cho nó dở, anh có thể cho em biết được không? Cái thời gian của tôi thì nó vô cùng anh ạ, không biết lúc nào là rỗi, lúc nào là không, cho nên là tùy cơ ứng biến, chứ tôi không có khung thời gian nhất định anh nhá. Dạ, cảm ơn anh. Vâng. Rồi, dạ. Vâng.